Và trường hợp 5, chọn motor bằng giá, cứ loại nào rẻ nhất thì mua. Đây là phương án dễ mà lại khó. Dễ là chỉ nhìn vào con số, cứ rẻ hơn thì chọn. Tuy vậy, mua về chạy được bao lâu à? Mỗi lần hỏng hóc một cái motor là phải lôi cả cổ máy ra thì biết bao nhiêu là công sức. Việc chọn motor bằng giá còn gây ra nhiều sự mất mát bằng tiền điện. Ví dụ, đôi khi chúng ta chọn một motor 45 triệu chứ không phải mua cái 50 triệu. Tưởng là rẻ được 5 triệu thì rất là mừng. Tới khi về nhà máy chạy 5 năm, nhận ra mỗi năm tiền điện tăng tới vài chục triệu. Tổng kết 5 năm thấy tốn thêm cả 7-80 triệu tiền điện. Vậy giá thấp hơn có thực sự đáng mua hay không ạ? Trường hợp 6, chọn motor bằng trọng lượng, nghĩa là motor nào nặng hơn thì mua. Thưa quý vị, với công nghệ của thế kỷ 21, việc một sản phẩm tồi có trọng lượng nặng hơn và một sản phẩm cao cấp có trọng lượng không nặng là chuyện rất bình thường. Vậy, xin được đưa ra phương pháp chọn động cơ điện bằng chất lượng nguyên liệu. Đây chính là cách lựa chọn an toàn, hợp lý nhất. Chọn motor bằng nguyên liệu nghĩa là hãy mở hết linh kiện bên trong motor ra để so sánh chất lượng các loại cùng phân khúc giá. Xin mời quý vị theo dõi phần phân tích nguyên liệu động cơ điện như sau và sẽ thấy rằng chất lượng của nguyên liệu động cơ điện Minh Motor luôn vượt trội so với giá thành của quý vị chi trả.